Nè chuẩn bị đây Kiều ơi, đóng clip bự to luôn. Nhanh tay ạ. Nhanh tay dạ mấy chồng. Nhanh tay vậy mấy chồng, chơi là phải chơi lớn nha mấy chồng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mất hết lính của tao. Thu phí đường bộ. Thu phí đường bộ, con cười kiểu thu phí đường bộ này nữa hả? Không cắt của thằng Tam này từ đó đến giờ, on it. Mày liều. Hôm qua em đi đá 4.000, đến lúc thanh toán thì em nghe thấy điện thoại chỉ sắp về cho em gói sang. Nhảy qua bên kia, có người đón. Có mèo nha, mèo ở đây nha, bị lừa rồi. Biến đồ. Ai non dại thôi. Ai làm gì làm. Biên cứu. Cứu con. Cứu cái đầu vui. Chạy. Gì vậy? Ở nhà nó có cái điểm hàng chốt kìa, nó trâu thế nhờ. Cứ kiếp đi, một thứ thứ game thằng cô nó gọi cả tin thầy mặt cười, chứ ở đó mà càng đánh càng win. Trời ơi, không ai đỡ cho tôi cái con Master Yi này à. Ai? Đánh cười mà thầy đòi né mặt cười. Cặp cỡ mìm. Đấy, hay. Anh Trung biết có thể nào bán cô ra mà bẩn không anh Trung. Chỉ cần cô bờ mi thôi là được. Lút lút vậy chứ họ là win. Dụ. Đấy, con mồi liền. Con mồi liền. Chơi game nó phải táo bạo.
đánh game nó phải táo bạo. Người ta chơi cùng nhau cống hiến mà anh em. Đó, 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 mày đứng đi, mày đứng đi. Mày đứng đi. Đánh có hung dữ quá không? Ủa đánh vậy có hung dữ quá không? Ba đâu mấy chồng ơi? Hái nho nè, hái nho nè, hái nho nè. Nay không có bé như anh ba thất tình hay sao uyên ác phép. Quyết chưa? Quyết chưa? Quyết chưa? Đã thấy cái phong cách trà đĩa chưa? Phong cách Onin ăn đánh chung chưa? Phải hai cờ like hay là cứ thua thôi, đéo cần những trận đấu tầm thường, cứ highlight cho tôi.